Trời thầy giống mày dụ quá. Sao ta? Kéo lên, cầm dây kéo lên. Kéo lên vậy hả? Ừ. Đù. Có cái khớp á, cho nó gài vô xong. Đó. Vậy thôi hả? Ừ. Cái này chắc cá dính vô mình là mở đường cột này ra nè. Cột lại dở ra bắt cá đó. Thôi chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Cảnh tiếp tục làm cái series mùa dịch mọi người, là Cảnh sẽ đi tự tìm thức ăn đó mọi người. Hiện tại thì Cảnh đầu tư mấy cái đồ để bắt cá nè mọi người. Đó, này là mấy cái gió để mình đặt cá. Bây giờ cầm sơ sơ mình quay mình tìm hiểu nó làm sao, mình đặt làm sao. Đây có mấy cửa à, xung quanh là cửa cá chui vô không à. Giờ lát mình sẽ đi đặt cá cho mọi người coi nha. Này chắc cá là cái nhỏ nó bự dính hết. Hy vọng bắt được cá bự ha. Rồi, mua được 3 cái mọi người. 3 cái giờ 3 cái dù với lại một cái lưới. Đây cái này nặng nè. Như đây đủ sinh tồn bắt cá ăn rồi, khỏi đi chợ búa hết. Này biết sao nè. Này biết dài mấy mét, thấy dài lắm mà biết mấy mét nè. Này nặng lắm nha. Này chắc trượt chiều mới dám đi đặt quá, giờ đặt sớm quá tao thấy tao lụm. Bắt này uống. Trời ơi. Này nặng ghê ta. Rồi mình mở sơ sơ ra coi thôi. Lát mình bung ra chiếp lại cực lắm. Ủa giờ cái đường chui vô đâu? Dưới kìa. À đây nè. Cái này là cá lóc, cá gì cũng chui vô dính hết. Đó. Đây cá sẽ chui vô cái đường này nè mọi người, chui vô đây. Đó, nó mấy cái đợi ở đây nó mấy cái cửa nè, người ta kêu cái này là cái cửa ngục vậy đó. Rồi, như đây là đủ bắt cá nè. Sinh tồn, lên đầu bắt cá tiếp. Rồi, giờ Cảnh sẽ đi kiếm vài con trùng đất. Thì Cảnh sẽ bỏ vô mấy cái gió và Cảnh đặt cá nè mọi người. Dạ, hiện tại thì ra ngoài khu đất trống kế bên nhà đào. Đó, trùng quá trời luôn. Mới đào cái đứt tùm lum rồi. Cái trùng này nó có khó cái mùi tanh á, đặt cá nó sẽ có mùi, cá nó sẽ chui vô. Rồi còn khoai mì luôn nè. Ờ còn củ khoai mì nè. Sao nó gãi một chút. Đó đó, con này bự nè. Đây là cái con trùng đất mọi người. Con này nó có cái mùi tanh dữ lắm. Con này người ta đã dành đi cắm câu, đi câu cá rồi á. Cá nghe mùi này nó sẽ bu vô. Rồi cứ vậy mình kiếm thật là nhiều con này, mình làm cái mồi để mình nhử cá. Cảnh đào một lúc thì được như đây mấy con sùng đất. Mấy con này thì rắc Cảnh để Cảnh câu, đem câu ra câu cá luôn. Còn cái này thì trùng thì rắc mình đặt mấy cái gió. Rồi giờ mình chuẩn bị đồ mình đi nha mọi người. Rồi nãy giờ đi khúc từ nhà lội qua được cái đám ruộng thì giờ Cảnh sẽ đặt cái 12 cái cục trước cho mọi người. Cảnh sẽ đặt trong cái bụi tre trong đây rồi. Hôm đó trời nó mát, dính khu ốc thật nhiều. Rồi giờ đi vô đó đặt, mình thủ đặt đi. Được một cái 12 cửa ngục ở đây nha mọi người. Thì cái 12 cửa ngục này Cảnh sẽ để đây. Khi nào lát Cảnh đi đặt mấy cái kia vòng vòng á, Cảnh khi nào Cảnh quay về Cảnh sẽ dỡ cái này cho mọi người xem. Rồi Cảnh sẽ đi giờ đi đặt mấy cái kia trước. Mới lên được con cá rô bự.
ngon luôn, tại vì đang còn ăn mì phơi mì lúc này 10 con này đó đủ ăn rồi. Chợ mới này dính đây luôn. Ngày kiếm 10 con này ngon luôn. Cái rồi chà bá luôn. Trời, nó đi vòng vòng một tí. Ờ. Rồi cái rồi chà bá lửa luôn nè. Có cá mà nó chậm ăn quá. Nó nụi luôn rồi. Trời, chưa rồi mọi ơi. Thì hình này cũng đói bụng rồi, giờ có đem thêm mấy cái củ khoai mì luộc ăn đỡ đói. Nãy giờ thất thu quá, đặt không có con gì giáo nên không có quay ra mọi người xem luôn. Nó bụng quá dạng khoai mì đỡ. Mọi người ăn miếng khoai mì luộc thôi. Nên giờ để gần cầu cái này cá nó mang rồi. Đặt mấy cái gió cá nó không chịu vô. Khoai mì, ăn khoai mì đã nói đã vô đằng đó có đường đình nước ra vô cái chạy đặt đã con cái rồi động giống rồi bỏ cái phía rồi ngon. Mì này có sơ ta, mì này khoai mì ở nhà. Trời còn chín hết hả, cái này chưa chín. Cháy ngoài đó rồi nứt luôn rồi. Do dũng ở gần hơn đúng không? Dạ. Con bát chín rồi nè. Cái này chín, cái này chưa chín. Cái này ăn liền được, cái này bát chín cây. Này mọi người, cảnh mới hái được trái bình bát. Đó, không ăn trái bình bát rồi mọi người giúp cùi ra. Trời ơi thơm. Bình bát này giống như trái mặn cầu vậy mọi người. Mùi thơm nó đặc trưng lắm. Nè, bình bát chín cây này thấy không? Đó, đó nó có cái màu cam cam vàng vàng nè. Mời mọi người ăn mấy bình bát nha. Nó chua chua ngọt ngọt. Cái này như dân cầu nó hột nhiều lắm. Rồi mọi người, hôm qua cảnh có đặt cái lú 12 củ ngục á. Từ hôm qua thì đặt ít quá, thời gian ít quá thăm thì không có con nào rồi. Hôm nay thì qua ngày mới rồi. Nhà cảnh sẽ đi bỏ nó một đêm luôn rồi. Nhà cảnh sẽ đi đổ thôi, coi có cá không. Đây mọi người lên đồng tiếp. Ở cá chê chết luôn rồi. Không đi thăm nó chết queo rồi. Mình hãy lấy con kia dở lại mới được. Mình ngược rồi. Cua không? Cua về nấu canh cũng được. Rồi, một cái để bên đây. Đấy, dán chung nó ăn luôn. Đang dán chung mấy con cua này ra đây. Gạt đầu nữa chứ. Hiện tại thì bên đây dính được con đó mọi người. Mới gọi bên đây mới gọi vắng ra rồi, bên đây dính con. Nó phải lấy gì hết quá. Cái cá gì đó bụng bự bự lắm. Nhìn ngắp cua luôn. Đâu rồi đã? Rượu cá chê. Đổ bên kia qua đây dính cái thịt con.
Nè, con cá chê được không? Vô luôn. Số mày còn hơi bị thị đen. Có con nào ăn con đó đi. Không tha thứ con nào hết. Con thứ này tha thứ mày gì. Trời, cá chết béo rồi. Rồi về. Cảnh video tôi xin kết thúc cho mọi người. Để một đêm qua một đêm thì cái 12 của Ngọc cái cảnh dính toàn là cua à. Với lại con rắn, với lại con cá chê thôi. Đây mọi người xem nè. Ở đây toàn là cua nhiều mọi người. Cua nó vô thì mấy con cá nó ít vô lắm. Thì vô là mấy con cua nó cắn chết hết à. Không như cá chê này mọi người thấy không? Đó, nó cắn banh tay con cá chê luôn. Con này giờ về chiên muối thôi, chứ làm cái muối chiên thôi. Thôi giờ Cảnh xin tạm biệt mọi người nha. Mọi người xem video Cảnh, đặc biệt là cái series mùa dịch của Cảnh, hãy nhớ đăng ký ở kênh ủng hộ Cảnh thật là nhiều nha. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người.